Sáng nay cành hoa mai nở báo tin mùa xuân đã về. Đêm qua chuông chuông ngân đổ xua tan mùa đông giá băng. Đến mai khắp khung trời để người vui bên mọi người. Mùa xuân đi qua từng góc phố, xuân trong kia thiên nụ cười an vui. Tìm đâu trong cõi vô thường lòng người vẫn xanh, mai vẫn nở dù đời có mong manh. Sương thóm lạnh mai càng thêm thấm, tô điểm cho đời mùa xuân ngát say. Tìm đâu trong cuộc bể dâu chân lý diệu vời vang vọng khắp năm châu. Tâm Phật dạng người tình thương mến mang đến cho đời mùa xuân bất tận. Gió đưa mùi hương chiến đàn thoáng bay về nơi cuối trời, chắp tay tâm thành khấn nguyện xin cho bình an khắp nơi. Để tiếng ca khắp khung trời, để tình thương cho cuộc đời. Mùa xuân sang tâm hồn xao xuyến, xuân trong kia thiên nụ cười an nhiên. Trong cõi vô thường lòng người vẫn say, mai vẫn nở dù đời có mong manh. Sương thóm lạnh mai càng thêm thấm, tô điểm cho đời mùa xuân ngát say. Tìm đâu trong cuộc bể dâu chân lý diệu vời vang vọng khắp năm châu. Tâm Phật dạng người tình thương mến mang đến cho đời mùa xuân bất tận. Gió đưa mùi hương chiến đàn thoáng bay về nơi cuối trời, chắp tay tâm thành khấn nguyện xin cho bình an khắp nơi. Để tiếng ca khắp khung trời, để tình thương cho cuộc đời. Mùa xuân sang tâm hồn xao xuyến, xuân trong kia thiên nụ cười an nhiên. Mùa xuân sang tâm hồn xao xuyến, xuân trong kia thiên nụ cười vẫn say. Chân nắng ấm quê hương
Kính bạch trên sư phụ, hôm nay là ngày 30 tháng chạp năm Kỷ Hợi, cũng là đầu năm Canh Tý. Cứ theo thông lệ hàng năm thì hàng đệ tử chúng con vân tập về chùa Bửu Liên Hồ Quỳ Hiệp Trưởng đảnh lễ khánh tế sư phụ, trước khi cung thỉnh sư phụ đăng lâm Đại Hùng Bộ Điện để thiết lễ cung nghinh chư thiên. Hàng đệ tử chúng con vân tập về đây để khánh tế vấn an sư phụ. Vì vậy chúng con xin kính chúc sư phụ năm mới an khang thịnh vượng và mãi mãi là bậc thầy mô phạm để dìu dắt hàng đệ tử chúng con trên bước đường tu nhân học Phật. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quảng Đại Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Hôm nay là đêm trừ tịch, là cái đêm giao thời giữa cái ngày cũ bước sang ngày mới, giữa cái tháng cũ bước sang tháng mới, giữa cái năm cũ bước sang năm mới. Toàn thể chư đại đức tăng ni, nam nữ Phật tử, Hô Quỳ Hiệp Trưởng dâng lên lời khánh tế. Hôm nay sư phụ sẽ nhận tất cả cái tấm lòng của hàng đệ tử xuất gia cũng như tại gia gửi lên để mà chúc mừng, vấn an và cầu nguyện đầu năm để sư phụ có thêm nhiều sức khỏe và có thể dẫn dắt quý đệ tử trên bước đường tiến tu học Phật. Thì thật sự ra mùa xuân đến rồi mùa xuân đi, đó là cái định luật vô thường. Nhưng mà mùa xuân ở trong tâm linh của mỗi một con người thì mùa xuân không đến, mùa xuân cũng chẳng đi. Mùa xuân là một cái gì đó nó vĩnh cửu, nó mãi mãi, nó tồn tại trong trái tim và trong tâm hồn của tất cả mọi người con Phật. Xuân chẳng từng đi, xuân chẳng về. Xuân trong lòng hạ mát hồn quê, xuân trong lá rụng mùa thu ấm, xuân lặn vào đông lạnh tái tê. Cho nên mùa xuân nó còn nằm ở trong mùa hạ, xuân nằm trong mùa thu và xuân nằm ở trong mùa đông. Cho nên xuân chưa từng có ra đi, cho nên xuân không có trở lại, mà xuân mãi mãi bên cạnh chúng ta. Mà Mạn Giác Thiền Sư nói rằng chớ bảo xuân tàn qua rụng hết, đêm qua sân trước một cành mai. Luôn luôn lúc nào mùa xuân cũng hiện hữu ở trên con người học Phật cả. Mà mùa xuân là cái mùa không có phiền não, mùa xuân là cái mùa không có đau buồn, mùa xuân là cái mùa không có khóc lóc, không thở than, không quán trách. Cho nên mùa xuân là mùa vô chấp, mùa xuân là mùa di lạc, mùa xuân là mùa có nụ cười. Cho nên mình sống mà toàn thể tất cả những người xuất gia lẫn những người tại gia, chúng ta cần phải hiển hiện trên môi của mình một nụ cười của mùa xuân. Người nào còn có nụ cười là người đó còn có năng lượng của Phật, mất nụ cười là mất đi năng lượng của Phật. Cho nên mùa xuân chính là năng lượng của Phật. Tất cả chúng ta sống, chúng ta phải biết và chúng ta phải thực hành theo những lời của Phật dạy, để rồi sau này chúng ta mới có thể đáp đền cái công ơn hơn 25 thế kỷ mà Đức Phật đã hy sinh tận tụy đến cho chúng ta. Và chúng ta hy sinh cho những bậc tuyền bối, những người đã khổ công, những người đã tạo dựng đến ngôi Tam Bảo này. Cái chỗ mà tất cả chúng ta đang quỳ, cái chỗ mà tất cả chúng ta đang thọ trì kinh điển, nơi đó có không biết bao nhiêu giọt mồ hôi của chư vị tôn đức, nơi đó không có biết bao nhiêu lần là hơi thở mệt mỏi mà cha ông của chúng ta đã hình thành nên cái ngôi bổn tự này. Cho nên bổn phận là một người con Phật, là một người đệ tử, nói truyền Phật Pháp, tiếp theo dấu chân của những bậc tiền nhân. Thì
thì quý thầy, quý sư cô, quý nam nữ Phật tử của chúng ta phải sống làm sao hài hòa, gắn bó và đến với nhau bằng một cái nụ cười liên kết. Nụ cười là chiếc chìa khóa mở cửa bờ môi, nụ cười là chiếc chìa khóa mở cửa trái tim của mình, nụ cười là chiếc chìa khóa mở cánh cửa tình người, và nụ cười chính là chiếc chìa khóa mở cửa nhà của Phật. Cho nên nụ cười là mùa xuân, nụ cười là hiện hữu, nụ cười là vĩnh cửu, nụ cười là vĩnh hằng. Hôm nay sư phụ xin nhân cái dịp mà bước sang năm mới, cầu chúc cho toàn thể, trước hết là chư đại đức tăng mãi mãi là những cái hạt giống của Bồ Đề phát triển, để rồi đâm chồi nảy lộc, xanh lá ra hoa và kết quả. Và thầy cũng cầu nguyện cho toàn thể chư ni luôn luôn lúc nào cũng vậy, đạo tâm phải kiên cố, phiền não phải đoạn trừ, để rồi tất cả chúng ta làm mô phạm cho những hàng tại gia tu học. Và sư phụ cũng kính chúc cho toàn thể quý nam nữ Phật tử của chúng ta tối hôm nay và sáng ngày mai, chúng ta phải làm sao chào đón mùa xuân bằng một niềm an lạc, chào đón mùa xuân bằng một cái hạnh phúc tuyệt vời, và chào đón mùa xuân bằng trái tim của một người con Phật. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi sư phụ đã ban bố cho hàng đệ tử chúng con Xuất Gia Gia và Tại Gia những lời pháp vô cùng quý báu, và chúng con xin lấy đó làm ý chỉ nam trên bước đường tu nhân học Phật. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Lòng chung lòng yêu thương, xuân đến rồi mừng câu hát thanh lương, tôn kính Phật hái hoa em cúng dường, xuân yêu đời chân nắng ấm quê hương, xuân Di Lặc là xuân lòng muôn phương. Xuân đến xuân vui mai vàng khắp lối, người hỡi đừng quên ngàn hoa
xuân đến rồi, ngàn hoa thắm muôn nơi, sen hé nở, bé thơ vang tiếng cười. Xuân lên chùa, tỏa ngát nén tâm hương. Xuân di lặng, lòng chung lòng yêu thương. Xuân đến rồi, mừng câu hát thanh lương, tôn kính Phật, hái hoa em cúng dường. Xuân yêu đời, chân nắng ấm quê hương. Xuân di lặng là xuân lòng muôn phương. Xuân đến xuân vui, mai vàng khắp lối. Người hỡi đừng quên nhân lành vốn trồng. Bố thí từ hòa nhẫn nhục cảm thông. Muôn lòng nối kết người người quý.
Quý Phật tử thấy trong chùa mình có một sư cô đã tốt nghiệp cử nhân Phật học, đi về chùa như vậy, quý Phật tử có mừng không? Mừng ha. Đó là một quá trình rất là dài. Rồi một mình, rồi đơn thân lên trên thành phố Hồ Chí Minh để mà học như vậy. Và bây giờ tốt nghiệp rồi, thì nó vừa đền ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, rồi đền ơn thầy tổ, rồi đền ơn đàn na tính thí. Có biết bao nhiêu người đã lo lắng cho cô Tuệ Năng, thì bây giờ cô đã trở về đây mang cái kết quả như thế. Thì quý Phật tử đã cho những tràng pháo tay để chúc mừng cho cô Tuệ Năng rồi. Thì hôm nay đó là nhân dịp đầu xuân Canh Tý, tức là năm con chuột. Thì thầy sẽ nói chuyện cho quý Phật tử nghe về con chuột. Con chuột đó, nó đi tới thì con heo phải lui về. Thì ở trong Tây Du Ký, con heo là tượng trưng cho Trư Bát Giới. Con heo là một cái gì đó nó trì trệ, nó nặng nề, cho nên con heo nó có cái lỗ tai thiệt là bự, phải không quý Phật tử? Người nào mà khoái nghe lỗi của người, lỗ tai dài như Trư Bát Giới. Cái mỏ của con Trư Bát Giới, mỏ nó dài không? Người nào thích nói lỗi của người thì cái miệng của mình cũng giống như Trư Bát Giới. Còn người nào mà thích chất chứa lỗi của người đó thì quý Phật tử ơi, nặng nề trì trệ dữ lắm luôn. Cho nên Trư Bát Giới đi theo phò đường tăng. Trư Bát Giới ít có làm tất cả những điều gì tốt, mà thường thường đó là làm tất cả những điều xấu thôi. Cho nên đó, Tề Thiên Đại Thánh, tức là Tôn Ngộ Không, là tượng trưng cho lý trí tuyệt vời. Tôn Ngộ Không có nghĩa là không nói lỗi người, không nghe lỗi người, rồi không nhìn thấy lỗi người, cũng không chất chứa lỗi của người, cho nên gọi là Tôn Ngộ Không. Vậy thì đầu năm mới, quý Phật tử ngồi ở đây, quý Phật tử nào mà có tứ không đó không? Không thấy lỗi người có không? Không nghe lỗi người, không nói lỗi người, không chất chứa lỗi người. Dạ mô Phật, bốn cái tụi con có hết. Hiểu không? Bốn cái là có hết rồi. Ít nhiều thôi. Mình hay nhìn cái lỗi của người lắm mà mình quên nhìn cái lỗi của mình. Mình thích nghe lỗi của người mà mình quên nghe lại cái lỗi của mình. Mình thích nói lỗi của người mà mình chưa bao giờ mình dám nói lỗi của mình. Đó, thành ra rồi quý Phật tử ơi, mãi mãi mình chỉ là những chúng sanh hoài luôn. Tại sao cuộc đời này nó khổ? Lý do quý Phật tử ơi, con mắt của mình nhìn lỗi của người cho nên nó cứ khổ hoài. Mở mắt ra là mình nhìn thấy xung quanh mình những cảnh khổ. Quý Phật tử nhìn thấy con của mình bệnh nè, khổ. Vợ chồng của mình không thuận thảo với nhau, khổ. Bà con hàng xóm kiếm chuyện cứ cự nữ hoặc là cứ cãi vã với mình hoài, khổ. Cho nên con mắt của mình nó đã nhìn thấy lỗi của người, cho nên con mắt của mình đầy rác rưởi, cho nên rồi nó khổ. Lỗ tai của mình cũng thích nghe lỗi của người, cho nên rồi mình ngủ thức dậy là lỗ tai của mình nghe đầy dẫy hết. Nào là con của mình nó cãi lời mình, nào là vợ chồng cãi vã với nhau, cho nên cái lỗ tai của mình nghe không biết bao nhiêu là ngôn ngữ xấu, cho nên khổ. Cái miệng của mình thích nói lỗi của người, cho nên quý Phật tử ơi, mình đi đến đâu, về đâu, mình mở miệng ra, mình nói một câu nào đó, mình không vừa bụng ai hết. Cho nên quý Phật tử thấy rằng đó, ông trời đó, ông sanh ra cho mình có một cái miệng, miệng ta là cánh hoa sen, một khi hé nở một phen thơm lừng. Vậy đó mà có đôi khi mình có một cái miệng mà mình lại không nói được những lời nói của sen, mà mình lại nói những lời nói hoàn toàn là ác khẩu. Cho nên rồi cuộc đời của mình nó cứ khổ hoài như vậy đó, triền miên luôn đó quý Phật tử. Cho nên thầy nói rồi, trong đạo tràng bây giờ ngồi ở đây tóc của ai cũng bạc hết, tóc của ai cũng hoa râm hết. Cuộc đời nó giống như là một toa xe lửa vậy đó. Cái tuổi thọ của mình nó giống như cái đường ray khép kín. Rồi quý Phật tử đứng ngay dưới sân ga, mình bước lên sân ga là sanh, rồi ngày đó mình bước xuống sân ga gọi là tử. Cho nên sanh tử nó chỉ có một sân ga mà thôi. Rồi mình ngồi trên cái toa tàu đó, quan trọng là mình làm cái gì, suy nghĩ cái gì, rồi mình nói lời gì. Để rồi khi mình bước xuống sân ga đó quý Phật tử, mình được bình an hơn. Chứ còn nếu không đó, mình bước xuống sân ga biết bao nhiêu cái điều xấu đến với mình.
Quý Phật tử ơi, có đôi khi đó cái ngày mà mình nhắm mắt lìa đời, ngày mà từ toa tàu mình bước xuống sân ga người ta gọi là chết đó. Cái ngày đó có người bước xuống thanh thản nhẹ nhàng, có người bước xuống đó thì trằn trọc khổ đau. Cho nên đó, Thầy nói với quý Phật tử nghe, mình tu có nghĩa là gì? Không phải là vô trong chùa để rồi đó là mình cứ gượng ép, mình vô trong chùa để rồi mình cứ khổ hạnh, không phải đâu. Mà mình vô trong chùa mình tu có nghĩa rằng là ngày mà mình bước xuống sân ga, cái người đón mình là ai? Người không tu bước xuống sân ga, hai vị khách không mời đón mình, đó là những vị khách mặc áo đen, mặc áo trắng, có nghĩa là con quỷ vô thường, nó sẽ đón mình. Còn nếu mà mình là người có tu, mình làm tất cả những điều thiện, mình không làm những điều ác, thì ngày mình bước xuống sân ga, ba vị khách sẽ đón mình, đó là Đức Di Đà, Quan Âm và Thế Chí. Cho nên khi mà mình bước xuống sân ga mà Phật đón mình, thì quý Phật tử ơi, mình bước đi một cách nhẹ nhàng, rồi mình có khi là mình biết trước ngày giờ, mình thông báo cho bạn đạo của mình biết là ngày đó, tháng đó, năm đó, giờ đó tôi sẽ ra đi, mà mình đi trong thanh thản nhẹ nhàng. Còn nếu mà mình không có làm được tất cả những điều thiện, mà mình làm nhiều điều ác quá đi, thì khi mà mình bước xuống sân ga rồi, hai con quỷ vô thường nó sẽ quăng dây xích lôi ta về đất chết. Có nghĩa là nó quăng dây xích vào cổ của mình, rồi nó lôi mình đi qua thế giới bên kia cửa tử, rồi mình chết trong khổ đau, mình chết trong mình hước hước nè, mình chết trong tay chân mình quờ quạng, mình chết ở trong đôi mắt mình lờ mờ. Có đôi khi quý Phật tử còn nằm trên giường mà mình cứ la một cách hớt hải, nó đứng ở ngoài cửa nó chờ tao kìa, nó đứng ở ngoài cửa nó kêu tao kìa, thì quý Phật tử ơi, cái chết đó nó đau đớn vô cùng. Cho nên đó, mình bước sang năm con chuột rồi. Quý Phật tử trong Tây Du Ký nói con chuột là một cái loài quỷ chuyên môn ăn cắp dầu lưu ly, hiểu không? Cho nên ở trong đạo tràng này nè, quý Phật tử nào đó mà thầy không có nói tên ra nha, châm dầu lưu ly coi chừng thành con chuột đó, hiểu không? Châm dầu lưu ly coi chừng thành con chuột có nghĩa là ở trong Tây Du Ký, con chuột đó không phải là hình ảnh của một con chuột, mà con chuột đó là tâm của ta. Cho nên thầy nói là Tề Thiên cũng là cái tâm của Trần Huyền Trang, Trư Bắc Giới cũng là cái tâm của Trần Huyền Trang, Sa Tăng cũng là cái tâm của Trần Huyền Trang. Tề Thiên là lý trí, Trư Bắc Giới là tình cảm, Sa Tăng là khả năng chịu đựng gồng gánh trên vai, con ngựa Tiểu Bạch Long là vượt lên chính mình, Ngu Ma Dương là gì? Si mê. Thiết Phiến Công Chúa là gì? Sân hận. Hồng Hài Nhi là gì? Tham vọng. Cho nên tất cả những cái hình ảnh ma quái mà ở trong Tây Du Ký đều biểu tượng cho cái tâm của mình cả. Cho nên con chuột ở động không đáy có nghĩa là nó ăn cắp dầu lưu ly, cho nên nó bị đọa làm con chuột. Cho nên quý Phật tử ơi, cái tâm của mình cũng giống như là con chuột, không phải ăn cắp dầu lưu ly của Phật mà ăn cắp công đức của Như Lai. Hiểu chưa quý Phật tử? Thầy nói quý Phật tử nào mình đi vô mình công quả là mình châm dầu lưu ly, mà mình vô mình công quả mà mình cứ sân hận hoài là ăn cắp dầu lưu ly. Mình vô chùa mình đọc kinh có nghĩa là mình châm dầu lưu ly, mà mình đọc kinh mà mình hay nói xấu người này hay nói xấu người kia, tức là mình đã ăn trộm dầu lưu ly của Phật. Cho nên coi chừng thầy nói đó, mình châm dầu lưu ly coi chừng mình thành con chuột là như vậy. Mà không phải chỉ người châm dầu lưu ly không, người công quả cũng coi chừng thành con chuột, người đọc kinh cũng coi chừng thành con chuột nữa đó, chứ không chơi đâu. Thậm chí mình ngồi mình giọng chung không cũng thành con chuột nữa, hiểu không? Mình giọng chung mỗi một tiếng chung là một giọt dầu lưu ly, mình giọng bao nhiêu tiếng chung là bao nhiêu giọt dầu lưu ly. Mà mình giọng chung xong rồi cái bắt đầu cái khẩu nghiệp của mình cũng y như thường, có nghĩa là mình ăn cắp dầu lưu ly, mình uống dầu lưu ly, mình trộm dầu lưu ly của Phật. Cho nên nó rất là khó lắm đó quý Phật tử à. Trên đoạn đường tu đó, người nào biết đó thì đi về Phật rất là dễ. Còn nếu mà mình tu mà mình không làm chủ lấy mình, con đường đi về Phật rất là khó khăn. Con đường đi về Phật nó gian nan, nhiều thử thách lắm đó quý Phật tử. Cho nên con đường đi về Phật là một con đường thẳng, không có chông gai gì cả. Nhưng mà quý Phật tử ơi, tự mình tạo cho mình không biết bao nhiêu dây ma, rễ má gì đó, để rồi nó chằng chịt, nó quấn lấy cái chân của mình, nó làm cho mình không bao giờ trở về bên bến bờ của Phật được. Cho nên thầy mong rằng đạo tràng của chúng ta qua năm mới rồi là năm Canh Tý, con chuột không phải là ác, mà con chuột là cái loài đào đất, có nghĩa là nó làm cho đất được xốp, làm cho đất được
được thấm nước được. Cái đất mà bình thường nó bị khô nhưng mà con chuột nó đào hang, có nghĩa là nó làm cho cái đất được thông thoáng. Con chuột là gì? Nó ngậm nhắm, có nghĩa là nó luôn luôn lúc nào nó cũng làm việc cả. Con chuột làm việc hoài luôn đó quý Phật tử. Cho nên cái người nào ác thì con chuột nó trở thành ăn cắp dầu lưu ly. Còn người nào thiện, con chuột chính là cái chỗ luôn luôn lúc nào cũng làm việc, không bao giờ mà chần chừ, không bao giờ mà ỷ lại, không bao giờ mà nó dừng bước cả. Cho nên nó quý Phật tử thấy canh tí, chữ canh ở đây đó có nghĩa là cái cuốc, mà con chuột ở đây có nghĩa là ở ngoài đồng. Cho nên năm canh tí là cái năm mà tất cả chúng ta cần phải làm sao đào sâu hết cái tâm linh của mình. Mình có bao nhiêu phiền não, mình mần sạch cái cỏ đó đi. Trong tâm của con người ta ai cũng có cỏ phiền não hết. Trong đạo tràng của mình ngồi ở đây ai cũng có cỏ phiền não hết. Biết bao nhiêu cái ham, vui, ghét, muốn, giận, hờn, đó là những cái cỏ phiền não. Bước sang năm canh tí rồi, dùng cái lưỡi cuốc trí tuệ của mình để mà mình làm cho cỏ phiền não nó không còn nữa. Người tại gia cũng giống như người xuất gia vậy đó, luôn luôn lúc nào cũng vậy, phải làm sao tinh tấn hơn lên để rồi tất cả chúng ta mới có thể gần với Phật nhiều hơn. Tất cả quý Phật tử nữ ngồi trong đây, Phật tử nam ngồi trong đây đều là con của Bồ Tát Quan Thế Âm hết. Vậy đó mà mình không bao giờ đi theo dấu chân của Bồ Tát Quan Âm. Bồ Tát Quan Âm đi một đường, còn mình bước đi một ngã. Rồi cái tới chừng đụng chuyện cái Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, rồi làm sao mà Ngài cứu mình kịp đây quý Phật tử. Mình muốn Ngài cứu mình thì mình phải đứng trong vùng phủ sóng của Bồ Tát Quan Âm. Quý Phật tử muốn liên lạc với Bồ Tát Quan Âm thì cái điện thoại mà tâm linh của mình cũng phải nằm trong vùng phủ sóng. Còn đằng này quý Phật tử ơi, mình cứ đứng ở ngoài vùng phủ sóng của Phật không à. Rồi cái đụng chuyện cái mình liên lạc thì ở cái điện thoại làm sao mà có thể bắt máy được ở phía bên kia. Cho nên rồi cái bắt đầu có một tiếng nói nó vọng lại với mình là ngoài vùng phủ sóng, không liên lạc được. Cho nên rồi tại sao quý Phật tử mình gặp tất cả những cái chuyện khổ đau nè, mình gặp tất cả những cái chuyện không có vừa ý mình, thì mình niệm Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, mình niệm hoài mà tại sao Bồ Tát Quan Âm không xuất hiện để cứu mình? Lý do mình đứng ngoài vùng phủ sóng của Phật. Quý Phật tử muốn Bồ Tát Quan Âm cứu mình thì mình phải đứng dưới chân của Phật Quan Âm. Còn đằng này mình đứng thiệt là xa, mình bỏ Bồ Tát Quan Âm mình đi thiệt là lâu rồi. Cho nên trong Kinh Pháp Hoa nói mình là một tên cùng tử, bỏ cha bỏ mẹ trốn sang quê người hơn 50 năm trời. Cho nên quý Phật tử cũng vậy, mình giống như là những tên cùng tử, mình bỏ cha mẹ của mình đi. Cho nên bây giờ có khổ mình cứ cầu nguyện Bồ Tát Quan Âm, rồi làm sao Ngài cứu khổ mình được. Cho nên Thầy mong rằng năm mới rồi quý Phật tử ơi, mình phải làm sao cái tâm của mình hướng về Phật, con mắt của mình hướng về Phật, lỗ tai của mình hướng về Phật, toàn thân của mình 84.000 lỗ chân lông đều hướng về Phật hết. Thì có như vậy đó thì Phật mới có thể che chở mình, bàn tay của Phật mới có thể để lên đỉnh đầu của mình, rồi năng lượng của Phật mới gia hộ cho mình được. Cho nên dễ lắm quý Phật tử à, mình sống mà mình ngủ được trong bàn tay của Đức Phật là mình có cái nhìn của Phật. Mình sống mà mình được ngủ trong bàn tay của Phật là mình phải có lời nói của Phật. Mình sống mà mình ngủ được trong bàn tay của Phật có nghĩa là mình làm đúng tất cả những lời dạy của Phật, thì mình sẽ ngủ trong bàn tay của Phật thôi. Còn mà quý Phật tử làm sai thì chúng ta, quý Phật tử ơi, không được ngủ trong bàn tay của Phật đâu. Mình có cái nhìn của ma, ngủ với ma. Mình có cái miệng, mình nói ngôn ngữ ma, nói chuyện với ma, là ngủ chung với ma. Toàn bộ 84.000 lỗ chân lông của mình cũng nằm chung với ma. Mình bước chân, bước đi cũng theo dấu chân của ma. Cho nên cuộc đời của mình sống thì sống với ma, và cuối cùng rồi mình chết, mình cũng đi theo dấu chân ma. Cho nên đạo tràng của mình ngồi ở đây, ai thích đi theo ma đâu? Có ai thích đi theo ma không? Hỏi thì không thích, nhưng mà thích bước theo. Ví dụ như hỏi có thích đi theo ma không? Dạ không, nhưng mà cái chân của mình cứ bước theo ma hoài. Quý Phật tử ơi, mình đừng bước theo ma, mình sống, mình thay đổi mình một chút đi thì cuộc đời của mình sẽ thay đổi. Còn mình không thay đổi thì cuộc đời của mình nó như vậy hoài. Thí dụ như bây giờ cái tâm của mình nó hẹp hòi, nó bõn sẻn, nó ích kỷ, mà mình cứ hẹp hòi, bõn sẻn, ích kỷ hoài thì cuộc đời của mình nó nhỏ xíu thôi. Thấy không? Còn nếu tâm hồn của mình phóng khoáng thì con đường về Phật nó cũng mở rộng thênh thang.
cái tâm của mình nhỏ thì con đường về Phật nhỏ, tâm của mình lớn, con đường đi về Phật nó rộng rãi mênh mông. Còn quý Phật tử ngồi ở đây đó, thầy nói thiệt với quý Phật tử đó, cái tâm của quý Phật tử chưa có mênh mông được đâu, hiểu không? Thầy nói cho quý Phật tử nghe, ngồi trên đây nhìn xuống thầy biết hết à. Tại vì tâm trung sức ngoại hình, trong tâm của mình sao cái hình của mình y vậy à. Cái tâm ai ác nhìn cái mặt ác liền, hiểu không? Cái tâm ai thiện nhìn cái mặt thánh thiện. Cái tâm ai có Phật nhìn cái mặt có nét Phật liền. Còn cái tâm ai dữ thì nhìn cái mặt có hai cái găng nanh nó lú ra, thấy không? Tại vì trong trung sức ngoại hình, cái tâm mình sao ngoại hình y vậy. Cái tâm của mình bỏng sẻn, quý Phật tử ơi, cái mặt của mình nó nhỏ lắm. Còn cái tâm của mình nó mênh mông, nó rộng rãi, thì quý Phật tử ơi, cái mặt của mình nó bao dung độ lượng liền. Cho nên mùa xuân là mùa của Phật Di Lặc. Mà Phật Di Lặc thì quý Phật tử nhìn lên coi, thấy ông Phật Di Lặc ngồi trước mặt mình đó. Quý Phật tử, ông ơi, cái phong nè, thấy không? Bụng lớn năng dung, dung những điều bất dung trong thiên hạ, lòng từ hay xả, xả những điều khó xả của thế gian. Cho nên cái bụng của Phật Di Lặc lớn lắm, mà Ngài khó dung, mà dung tất cả những điều mà thế gian không dung được, tức là dung thứ đó, phải không? Thế gian không có tha, nhưng mà Ngài lại tha thứ hết. Lòng từ hay xả, xả những điều khó xả của thế gian. Cái lòng của mình giận người ta, mình đâu có bỏ được. Mình giận người ta, mình cứ ôm ấp trong lòng của mình. Cho nên Bồ Tát Di Lặc là người giận là quên liền. Đó, rồi đó, cái bụng Ngài đó, Ngài dung thứ cho tất cả mọi người, bao dung độ lượng, thứ tha cho tất cả. Cho nên Thầy mong rằng đạo tràng của mình, mùa xuân năm mới rồi, tất cả chúng ta phải làm sao cho nó mới thêm một chút. Để rồi năm con chuột, quý Phật tử ơi, mình phải làm sao tinh tấn hơn lên. Năm con chuột mình phải làm sao luôn luôn lúc nào mình cũng phải cho cái đất tâm của mình luôn luôn lúc nào nó cũng thoáng hết. Đừng bao giờ để cho đất tâm của mình nó đặt lại, đừng để cho đất tâm của mình nó khô lại. Mà phải làm sao cho đất của mình nó xốp, nó tơi ra. Để rồi hạt giống bồ đề mới từ đó đâm chồi nảy lọc, xanh lá ra hoa và kết trái. Cho nên hôm nay nhân cái ngày giao thừa, có nghĩa là một giây mới, tức là một giây mới, một giây cũ bước sang giây mới, một phút cũ bước sang phút mới, một giờ cũ bước sang giờ mới, một ngày cũ bước sang ngày mới, một tháng cũ bước sang tháng mới, và một năm cũ bước sang năm mới. Cho nên người ta gọi là giao thời. Ông bà già xưa của mình đó thì hay lắm, quý Phật tử, gọi là giao thừa, để cho con cháu sau này luôn luôn lúc nào cũng thừa thải, không có thiếu thốn. Cho nên cái giờ phút này là giờ phút trời đất giao hòa. Cái buổi thuyết pháp đầu năm, tức là quý Phật tử chấp nhận bỏ thời gian để ngồi đây nghe pháp, có nghĩa là quý Phật tử ơi, mình đã để cho trời đất giao hòa trong tâm của mình, âm dương hòa hợp. Để rồi tất cả quý Phật tử ơi, nó sẽ giống như rằng là có nắng, có mưa, thì quý Phật tử ơi, có ngày, có đêm, cây cối mới có thể sống được. Thành ra rồi giống như điện âm và điện dương, hai cái nó chạm vào nhau thì bóng đèn mới sáng được. Cho nên năm giao thừa này, ngày giao thừa này, quý Phật tử ngồi đây nghe pháp, tức là đèn tâm của mình nó sẽ sáng hơn. Luôn luôn lúc nào năng lượng ở trong lòng của quý Phật tử nó cũng có thể rằng là dồi dào hết. Cho nên nếu quý Phật tử cố gắng phải làm sao bước sang năm mới rồi, quý Phật tử phải làm sao trở thành, không phải là trở thành những người con Phật đâu, đó là những câu nói đầu môi chót lưỡi, mà làm sao quý Phật tử trở thành một con người xứng đáng là một con người. Cho nên Đức Phật khi mà thành đạo với cội Bồ Đề, Đức Phật nói Như Lai thành đạo với cội Bồ Đề, Như Lai không phải trở thành một vị thần, một vị thánh đứng trên hoa sen ngàn cánh phóng muôn ngàn tia hào quang đâu, mà Như Lai thành đạo với cội Bồ Đề là Như Lai đã trở thành một con người toàn diện. Quý Phật tử chúng ta ngồi ở đây, ta là những cái con người mà còn thiếu sót đủ thứ hết. Thành Phật là gì? Là một con người không còn thiếu sót nữa. Bây giờ quý Phật tử thấy mình còn thiếu nhiều không? Thí dụ như bây giờ đó, mình còn thiếu cái lòng từ, bởi vì mình sân hận hoài. Mình còn thiếu cái lòng tham, mình còn thiếu cái bao dung độ lượng, bởi vì cái lòng tham của mình nó nhiều quá. Quý Phật tử không thể bao dung độ lượng được. Cái lòng tham nó chất chứa trong tâm của mình, cho nên rồi đó mình thấy cái của cải của mình đâu có bao dung độ lượng cho ai đâu. Mình thấy người ta đến xin là mình thấy muốn bực bội rồi, thấy không? Người ta đến trước cửa nhà mình, người ta xin là mình bực mình rồi. Cho nên đó, cái tâm của mình nó không sáng được, bởi vì lòng si của mình nó còn quá nhiều.
Cho nên thầy mong rằng tất cả chúng ta phải làm sao bắt đầu năm nay, năm Canh Tý, đèn của mình phải sáng, đó là trí tuệ. Quý Phật tử ơi, tâm của mình phải rộng, đó là xóa bỏ đi tất cả lòng tham. Quý Phật tử phải làm sao cho lòng nhân ái của mình luôn luôn lúc nào cũng yêu thương mọi người, đó là triệt bỏ tất cả những cái tâm sân hận của mình. Có như vậy đó thì quý Phật tử ơi, tất cả chúng ta một năm mới quý Phật tử sẽ thành công tất cả những điều mới và thành công trên mọi lĩnh vực. Con mắt của mình nhìn tất cả mọi người thành công hết, bởi vì mình nhìn người ta bằng đôi mắt Phật. Lỗ tai của mình đều thành công hết, bởi vì lỗ tai của mình lắng nghe được những âm thanh của Phật. Lỗ mũi của mình cũng thành công luôn, bởi vì lỗ mũi của mình hít thở hương vị của Phật. Còn cái miệng của mình cũng thành công luôn, bởi vì mình mở miệng ra là mình nói tất cả những lời nói của Phật. Cho nên bước chân của chúng ta đi là đi vào dấu chân của Phật. Bàn tay của chúng ta giơ lên để xuống cũng là bàn tay của Phật. Quý Phật tử ngồi đọc kinh, quý Phật tử ơi, dùng thiên thủ thiên nhãn để lật từng trang kinh và đưa từng trang kinh vào tận trang đời. Thì như vậy đó, tất cả chúng ta mới có thể là những người con Phật chân chính nhất. Cho nên hôm nay, nhân cái năm mới, thầy chỉ nói bao nhiêu để gọi là khởi động tâm linh cho toàn thể quý nam nữ Phật tử. Khởi động một chút tâm linh để cho tất cả chúng ta bắt đầu chuẩn bị từ vạch xuất phát để chúng ta bắt đầu đi tiếp một chặng đường dài của năm mới. Để rồi tất cả chúng ta thành tựu không biết bao nhiêu là công đức lành. Thầy cầu chúc cho toàn thể đạo tràng của mình một năm mới luôn luôn lúc nào cũng mới. Có một cái nhìn thật là mới, đừng có cái nhìn của năm cũ nữa. Có một lời nói thật là mới, đừng có những lời nói của năm cũ nữa. Những lời nói mà mình mở miệng ra làm cho người ta đau khổ. Những lời nói mà mình mở miệng ra làm cho tất cả mọi thứ đều chia lìa. Cho nên một năm mới đi qua rồi, quý Phật tử ơi, đôi chân của chúng ta cũng phải mới. Đừng bao giờ đặt vào bàn chân ma nữa, mà phải để chân của mình đặt vào dấu chân của Phật. Để rồi chúng ta có thể tiến bước trên con đường về Phật, để rồi chúng ta ngồi cạnh Phật, chúng ta ngủ yên trong bàn tay của Phật, để Đức Phật luôn luôn lúc nào cũng so lên đỉnh đầu của mình và truyền năng lượng của Như Lai. Thầy cầu chúc cho toàn thể đạo tràng của chúng ta một năm mới, trên đôi môi của mình luôn nở một nụ cười thật đẹp, vì nụ cười đó chính là năng lượng của Phật. Người nào tu mà cứ cười hoài, người đó có Phật. Còn người nào tu mà cái mặt sụ xuống vậy hoài, thì người đó có ma. Cho nên thầy ngồi trên đây, thầy nhìn xuống cái mặt của ai có ma, nhìn biết liền, hiểu không? Còn cái mặt ai hay cười là cái mặt của mình có Phật. Thầy nói thật luôn đó, mình tu mà mình cứ cười hoài, quý Phật tử ơi, cái gì nó cũng mang đến cho mình những điều may mắn hết đó. Nụ cười là gì? Là may mắn. Cho nên khi mà mình bị bệnh, mình cười, may mắn sẽ đến với mình, mau hết bệnh. Mà người ta chửi mình mà mình cười, thì quý Phật tử ơi, tai họa sẽ không đến với mình. Quý Phật tử ơi, cứ cười đi, đó là năng lượng của Phật. Mình cười nhiều chừng nào, con đường phía trước của mình luôn luôn lúc nào cũng hạnh phúc cả. Hiểu không? Nụ cười là vô lượng hạnh phúc mà. Cho nên chỗ nào có hạnh phúc, chỗ đó có nụ cười, và nụ cười chính là tín hiệu của an lạc. Cho nên người nào cười nhiều, người đó có hạnh phúc nhiều. Người nào cười nhiều, người đó đẹp nhiều. Hiểu không? Cho nên quý Phật tử ngồi ở đây, có ai thích mình đẹp không? Thì cười nhiều một chút. Hiểu không quý Phật tử? Mình cười nhiều một chút là mình đẹp liền. Nhưng mà quý Phật tử ơi, mình cười, bác sĩ dặn đó là một ngày cười 36 lần là cơ thể của mình nó sẽ chuyển biến, bệnh tật trong người cũng sẽ chuyển biến. Nhưng mà tới tối rồi lên giường ngủ rồi mà mới có 35 lần thì thôi nín luôn đừng cười, hiểu không? Chứ mình nằm trong mùng mà mình gán mình cười thêm một lần cho đủ 36 lần đó. Nhất là mấy bà già ngủ chung với cháu ngoại, tự nhiên nhìn lên nóc mùng mà cười, cháu ngoại nó dở mùng nó chạy. Nó chạy ra nó nói ông ngoại ơi, bà ngoại tự nhiên mới nhìn trên nóc mùng bắt cười hoài, hiểu không? Cho nên cười thì nó đẹp đó, nhưng mà quý Phật tử phải cười thật là đúng nơi, thật là đúng lúc. Giống như Tết như vậy nè, thầy nói cho quý Phật tử nghe, quý Phật tử lâu lâu quý Phật tử cười một chút thì thầy có thể đủ năng lượng thầy nói chuyện với quý Phật tử. Mà bây giờ ngồi trên đây mà nhìn xuống với Phật tử ngồi cứ nhăn răng ra cười hoài, lần sau không dám kêu nói chuyện nữa đâu, hiểu không? Mình cười có nghĩa là lâu lâu mình cười một cái thì là truyền đạt năng lượng, giao thoa năng lượng. Còn bây giờ Tết nhất mà cứ ngồi ở trong chùa vậy đó, quý Phật tử ngồi mà cứ nhăn răng ra cười hoài chết luôn, hiểu không? Giống như thầy Hậu vậy đó,
thầy ngồi thầy bàn sâm mà thầy cứ nhăn răng thầy cười hoài, ai dám lợi xin sâm, hiểu không? Không dám đâu. Ở trong chùa mình có thầy Hùng, ổng cười một cái nghe là nó muốn sập chùa vậy đó. Không hiểu tại sao, cười vừa vừa thôi, cười gì đâu mà đã cái tướng thì bự đi nghe ầm ầm vậy đó, mà cười cái là người ta hết hồn hết vía luôn vậy đó. Cười như vậy thì đâu có được, phải không? Có nhiều người cười rất là dễ thương đó, ở bên đây thì cười vậy đó, còn ở bên ni, quý Phật tử bước vô chùa của mình, có bên ni của mình đó, nhìn cô Ngọc coi có cười miếng nào không. Trời ơi, năm mới mà thầy gán thì nhìn cô có cười không, mà tới bây giờ cũng chưa cười được miếng nào hết, rồi làm sao mà may mắn nó tới đây. Mình tu mình phải cười cho nó nhiều nhiều một chút mới được chứ. Còn cô Nguyện cũng vậy đó, cái mặt cứ vậy đó, dưới bếp mà cứ dầm dầm lầm lì lì vậy hoài, rồi làm sao có tiền trong túi đây. Rồi cái chạy lên thang nói thầy ơi sao mà con mau hết tiền quá, muốn có tiền thì phải cười, nó cứ sụ cái mặt xuống hoài rồi làm sao có tiền đây. Cho nên thầy nói với quý Phật tử đó, mình tu ở đây ai cũng cần cho mình có một điều may mắn, ai cũng cần cho mình có một điều hạnh phúc, ai cũng cần cho mình có tất cả những cái điều như ý muốn của mình, thì quý Phật tử hãy có một nụ cười như Phật Di Lặc. Quý Phật tử thấy ông Phật Di Lặc ông cười như vậy đó, không phải ông kêu mình nhăn răng ra như ông nhân Phật đâu, mà Đức Phật Di Lặc bảo mình cười trong mọi hoàn cảnh. Thí dụ như bây giờ đó, trong túi mình có tiền mình cũng cười như vậy, mà trong túi mình hết tiền rồi mình cũng cười như vậy, mình khỏe trong người mình cũng cười giống như vậy, mà mình nhập viện mình đang vô nước biển mình cũng cười như vậy, hiểu không quý Phật tử? Mình còn trẻ răng cỏ mình đầy đủ mình cũng cười như vậy, mà lỡ già mà lỡ nó rụng răng rồi cũng cười như vậy, hiểu chưa? Cho nên tất cả chúng ta phải có một nụ cười như Đức Phật Di Lặc, thì năng lượng sẽ đến với mình, rồi hạnh phúc sẽ đến với mình, niềm vui sẽ đến với mình, và nhất là may mắn sẽ đến với mình. Ai cười nhiều, quý Phật tử ơi, cuộc đời mình sẽ thay đổi. Bây giờ bước sang năm mới, quý Phật tử không tin thầy thì quý Phật tử cứ cười đi. Cái chuyện gì cũng cười hết, phải không? Cười là gì? Tức là tạo năng lượng cho mình. Cười là gì? Bỏ hết tất cả những điều xấu nhất ở trong tâm mình. Cái bà đó bà đứng bà chửi mình, tức là cái miệng của bà đang phun ra rác rưởi của ngôn ngữ. Quý Phật tử ơi, rác rưởi của ngôn ngữ bảo phun ra chưa tới mình, chưa có dính mình đâu, mà mình tự nhiên cái mặt mình sụ xuống, cái mình khòm lưng xuống, mình lụm mấy cái rác rưởi ngôn ngữ của bà vừa mới phun ra, mình ôm một đống rác đó mình đi về nhà mình. Như vậy rồi làm sao mà may mắn đây? Làm sao mà chúng ta gặp tất cả những điều tốt đây? Cho nên người con của Phật biến nụ cười của mình là hoa sen, hiểu chưa? Biến nụ cười của mình là hoa sen. Cho nên đó, quý Phật tử bữa nào mình soi gương coi, mình nhìn cái miệng của mình cười có giống bông sen không? Cười có giống bông sen không? Mô Phật, sao mà con cười giống cái bong bóng quá, hiểu không? Cái miệng mình cười giống cái bong bóng lắm quý Phật tử. Cái miệng của mình là giống cái bong bóng nhất đó, tại vì đưa qua cái miệng bà này cái thổi bự chút, đưa qua cái miệng bà hai, bà ba, bà tư bự chút, đưa qua tới cái miệng bà tám bà thổi bể cái bong bóng luôn à. Cái chuyện ở trong chùa có chút xíu thôi, rồi bắt đầu đồn ra, ra tới cổng chùa cái nó bự thêm chút xíu, ra ngoài cổng ngoài nó bự thêm chút nữa, có phải là cái bong bóng không? Đó, thành ra rồi cái miệng của mình là cái bong bóng đó quý Phật tử à. Cho nên cái khẩu của mình ghê gớm lắm đó quý Phật tử. Cho nên cái miệng này xây dựng muôn ngàn lâu đài công đức, nhưng chính cái miệng này đạp phá hết tất cả muôn ngàn công đức đó. Cho nên đó, mình ngồi mình đọc kinh, mình ngồi mình đọc kinh, quý Phật tử ơi, mỗi một lời kinh là mình xây dựng một cục đá công đức, một viên gạch công đức. Nhưng mà đọc xong một thời kinh rồi, quý Phật tử ơi, mình giận cái mình đứng mình chửi này chửi nọ, là tự mình xô hết tất cả những lâu đài công đức của mình. Cho nên thầy nói rằng là cái miệng của mình ghê gớm lắm. Cho nên có một lần ông trời ông nói với các vị thần đó, ông nói rằng là hỡi các thần, ta cảm thấy ta hên quá, ta tạo ra một con người có hai con mắt, hai lỗ tai, hai lỗ mũi, nhưng mà hên cho ta, ta tạo cho nó có một cái miệng thôi, hiểu không? Chứ mà tao quên mà tao gắn sao ót nó một cái miệng nữa, nó chửi lộn đầu trên xóm dưới sao chịu nổi đây, hiểu không? Nếu mà gắn một cái miệng ngoài sao ót nữa, một cái miệng đằng trước này nó chửi xóm trên, cái miệng đằng sau ót nó chửi xóm dưới, rồi làm sao chịu nổi. Cho nên ông trời ông nói hên, ta tạo cho con người có một cái miệng thôi, vậy đó mà đất trời còn có thể rằng là nó rung chuyển luôn đó quý Phật tử. Trong chùa của mình mỗi một Phật tử có một cái miệng không, phải không? Nhưng mà nếu mà không khéo đó, quý Phật tử ơi, có một cái miệng có thể làm sập chùa chứ không phải chơi đâu.
Còn ở nhà mình có thể cháy nhà luôn đó, chứ không phải chơi. Cho nên có cái miệng rồi, quý Phật tử ơi, không phải là hoa sen, mà cái miệng của mình trở thành bông súng hết luôn, không còn là bông sen nữa. Miệng ta là cánh hoa sen, một khi hé nở một phen thơm lừng. Hoặc là trong kinh Pháp Hoa nói rằng là trên lưỡi sen hồng phóng hào quang, ở bên răng ngọc trắng tuôn xá lợi. Có nghĩa là bên răng ngọc trắng tuôn xá lợi là nụ cười giống như Phật Di Lặc, trên lưỡi sen hồng phóng hào quang là lời nói của mình giống như Bồ Tát Quan Âm, lời nói từ bi và nụ cười hỷ xả. Thì như vậy đó quý Phật tử ơi, năm mới sẽ đến với mình tất cả mọi điều đều mới cả. Cho nên thầy mong rằng quý Phật tử nam nữ của chúng ta cố gắng phải làm sao vững bước trên con đường học Phật, làm sao để trở thành một đứa con của Đức Phật, làm sao trở thành những cái người mà theo dấu chân của Phật, để rồi tất cả chúng ta sẽ luôn luôn lúc nào cũng ở cạnh Phật hết. Lần cuối, thầy xin cầu chúc cho toàn thể quý nam nữ Phật tử của chúng ta ngồi ở đây, đôi mắt luôn biết cười, nụ cười luôn biết nói, lời nói luôn biết thương, tình thương luôn biết đạo, và tâm đạo mãi mãi xích lại gần nhau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ở đúng ra đó thì quý Phật tử chúng ta sẽ nghe nhiều lắm, nhưng mà thầy biết chắc rằng giờ phút này rồi quý Phật tử ngồi nghe có phân nửa thôi, 50-50, hiểu không? Ngồi nghe có 50 à, còn 50 kia để dành ngủ, hiểu không? Nghe có 50 à đó. Thành ra rồi khi mà quý Phật tử đó, quý Phật tử cười đó, là lúc đó 50 đang trở về. Còn quý Phật tử ngồi mà im re re, con mắt tuy là nó đang mở đó, nhưng mà quý Phật tử đang ngủ đó quý Phật tử à. Cho nên đó, giờ này là cái giờ mà tất cả chúng ta ngủ, chứ không phải là giờ để ngồi nghe Pháp đâu. Nhưng mà tại vì Thầy muốn cho quý Phật tử ngồi ở đây, để cho quý Phật tử khởi động lại đầu năm, để cho tất cả những công đức lành tìm về, để cho hạnh phúc sẽ trở về bên cánh cửa nhà của mình, để cho nụ cười an lạc cũng sẽ tìm đến bên mình. Để rồi quý Phật tử ơi, tất cả những cái gì mà đẹp nhất, tuyệt vời nhất, may mắn nhất, nó sẽ về đến bên cạnh chúng ta. Thầy mong luôn luôn lúc nào cũng sẽ trở thành những người con Phật. A Di Đà Phật. Thầy mời tất cả chúng ta đồng nghĩ. A Di Đà Phật. Quý Phật tử chắp tay lại, chúng ta cùng hồi hướng. Cho dù mình nghe Pháp nhiều hay là nghe Pháp ít, thì sau thời Pháp rồi quý Phật tử chắp tay để chúng ta hồi hướng. Trong giờ phút mà mình ngồi nghe Pháp đó, ông bà nè, rồi người thân của mình, những người mà đã vắng bóng, những người mà không còn sống bên cạnh chúng ta, sẽ nương vào cái thân thể của mình, tâm linh của mình, để ông bà cửu quyền thất tổ ngồi chung với mình để rồi nghe tất cả những lời dạy của Phật. Thầy nói thiệt với quý Phật tử, mình ngồi mình nghe, mình thâm nhập rất ít, nhưng mà hương linh nghe, họ mừng lắm. Mà mỗi lần họ mừng là họ được giải thoát. Mỗi lần họ mừng là họ được giải thoát. Còn mình tu đó, mình ít có mừng lắm quý Phật tử. Thầy ngồi thầy nói hồi nãy giờ, chứ ngồi trong đạo tràng này khoảng chừng 30-40 Phật tử, chứ mà thầy nói mà có người mừng đó chừng 2 người mừng, hiểu không? 30-40 chứ chừng 2 người mừng, hiểu không? Còn hương linh đó, ngồi ở đây nghe hương linh, nghe lời dạy của Phật là hương linh mừng liền. Mà hương linh mà mừng rồi là hương linh không còn bị đọa lạc nữa, thấy không? Cho nên mình còn sống, mình nghe Pháp, mình trân trọng Phật Pháp, mình mừng, thì sau này đó quý Phật tử ơi, mình cũng không bao giờ bị đọa lạc đâu. Thầy mời quý Phật tử chắp tay để chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi quý Phật.